Thank you. Trời ơi, nói đó liền mày chơi vậy không vui nha. Sáng đi làm có thắp nhang không? Sáng đi làm có thắp nhang không? Sáng đi làm có thắp nhang không? Cứu không nổi hả? Nghe hả? Tôi yêu cầu quý vị giữ an ninh trật tự nha. Hello Bình Phạm nha. Nhỏ miếng keo vô. Cái này là móng số 8. Nhìn là mình phải biết cái size để mình chụp cho nó đúng. Mình mà chụp không đúng thì mình chụp lại. How long do you lie, honey? Medium? Yes, as long as I can type. Okay. Because this shape is always shorter when I shape it. Yeah. So I think that's a good length. Không, mình cắt cái tay mình giữ cái tiếp này là để mình rớt nó xuống. Chứ mình không có giữ bằng cái ngón cái mà nó văng tùm lum cả la ha. Bắt đầu mình đo là cuticle chứ cuticle thấy không? Tiếp tục cuticle chứ cuticle chứ cuticle nè. Muốn 10 ngón mà nó bằng nhau thì mình phải đo móng nó bằng nhau. Rồi dùng cái kéo này ha.
cắt vô cái này thiếu miếng keo nè, chích nó vô. Cắt vô nè ha. Ở đây là ở giữa thì mình đừng cắt vô giữa, mình cắt mấy sâu hơn có phần chút xíu thôi. Ha. Đó. Maybe see. Then kiếm. Kê vô nè, cái mũi kéo xẻ ra ngoài nè, bấm xuống. Cái mũi kéo thụt vô trong nè, bấm xuống. Xẻ ra ngoài để không bị cắt vô thịt. Còn bên trong đây nó không có thuật á, rất là dễ bị cắt vô, thì mình thụt cái lưỡi kéo lại. Mình cắt trong đây. Đèn có chưa vậy anh hả? Đèn có rồi anh em. Đèn có rồi. Thứ ba là hàng về rồi. À, thứ ba này có đèn màu silver và màu black nữa nha. Có thêm hai màu rất là đẹp. Rồi bây giờ Phong chỉ cho các bạn dũa sao cho nó lẹ nè. Thẳng hai bên. Bao tròn cái đầu lại. Túm nó vô. You want a little bit pointy or less pointy? Your almond. I'm sorry? You want a little bit less pointy or you want more pointy? Let me see first and then I'll decide. Less? Yeah, a little bit less. Okay. I think it's fine. That's good? Yeah, it's perfect. Okay. I know you're gonna tell me that. When I look at your eye, I can tell. Yeah. Yeah. Nói chuyện với khách không các bạn? Chuyện khách là tao chỉ cần nhìn vô ánh mắt của bạn thôi. Tôi chỉ cần nhìn ánh mắt của bạn thôi. Tôi sẽ biết bạn sẽ nói gì với tôi à. Mình chờ thao túng tâm lý đó các bạn. Mình thao túng tâm lý khách hàng à. Tại vì khi mình bắt cái tay vô mình phải làm chủ cuộc chơi các bạn. Nhiều khi nói ra thì nó hơi văng vẻ, nhưng mà nhiều khi mình bước vô cái bàn mình phải chứng minh được cho khách là cái sự chuyên nghiệp của mình ha, để cho khách hàng họ tin tưởng á. Tin tưởng để nó khỏi đi giống cái gì hết ha. Khách mà nó không tin tưởng mình là nó chụp mình nè. Mà một khi mà nó chụp là dính nè. Tạo ra sự tin tưởng ha, từ cái cách cầm cây dũa làm sao, dũa như thế nào. Dũa cho nó mất cái gáp đi ha. Giáp đây. Cho đây. Thì sẵn, có thể phi 10 đồng nữa nào đó.
trên hàng cái tay phải. Ok, rồi bắt đầu mình tiến hành mình đắp bột ha. Đúng rồi.